Trong các tộc hệ gây sát thương phép mùa 9.5, thì hiện tại, hiệu triệu nhân đang tụt lại quá sâu trên đường đua so với phù thủy và pháp sư đa chú. Tất cả là do hệ này thiếu đi một carry đủ tín. Kama bây giờ so với mực thì quá thọt rồi. Tuy nhiên, để anh em có cái nhìn tốt hơn về bài này, hôm nay cả phiên nhân phẩm sẽ mang tới trận đấu của anh chàng Ahao, một cờ thủ có vị trí cao tại máy chủ siêu cấp Trung Quốc, sử dụng lối build Kama kẹp Istan hỏa cực hiệu quả. Anh em mình, vào việc! Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé! Trận đấu khởi động với nâng cấp vàng. Ba lựa chọn đầu tiên là tận tụy hết lòng, tiến hóa ổn định và pháp sư thiện chiến. Cả ba cái đều không mang lại quá nhiều giá trị ở đầu trận và cũng không hợp với các bài khỏe hiện nay. Anh đôn cả ba, có ba cái mới là kho báu chôn giấu, món quà chia tay và phát minh chắp vá. Anh chọn kho báu để có thể xáo nấu ba mảnh đồ đang khá xấu. Chọn xong nhặt được cái gậy phép, anh chốt luôn quỷ thư và ghép cho Kama, rồi làm luôn cái huyết kiếm cho Illaoi, dùng form đép can trường, hiệu triệu. Đối thủ đầu tiên chỉ là nhà cấp 3 đép bằng Noxus, các quân đều một sao không đồ, đấm nguyên nhà tới từ Ahao. Vừa bắt nạt được Noxus con thì qua 2.2 gặp luôn Noxus bố. Xuyên quyền năng cùng huyết kiếm tranh rất tín, được Soraka hỗ trợ hồi phục ở sau khiến cái quỷ thư cũng không mấy tác dụng. Anh nhận trận thua nguyên sàn. Hai mảnh đồ từ nâng cấp là giáp và cung, anh tối ưu luôn quyền năng cho Illaoi. Round này gặp một nhà chỉ để 3 chết trên sân, sát thương chỉ có kêu 2 sao, không đủ gãi ngứa cho Illaoi nữa. Easy win. Đi chợ lấy nước mắt cho Kama, anh lên cấp để thêm Kuyana kích Istan hỏa. Ô ở trong góc cực đẹp cho Kama gây thêm sát thương. Với 100% sát thương thêm theo thời gian, nhưng cú trưởng diện rộng của Kama một sao cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời giúp Illaoi có thể hồi phục nhiều hơn, chiến thắng 2 round tiếp theo một cách dễ dàng. Quái đá trả rất nhiều vàng và tướng, nhưng mảnh đồ thì mua cái giáp, chưa sáng nấu nổi. Anh chỉ có thể lên cấp và cho một Kama nữa vào sân lấy thêm sát thương. Đầu 3 chấm, đối đầu một nhà pháp sư đa chú, tất cả những gì nhà này có đều dồn vào Poppy. Với ba đồ, Poppy tỏ ra cực kỳ khó chịu, một mình lĩnh hết sát thương nhưng vẫn trụ vững. Hạ Illaoi trước khiến anh có hơi run, nhưng anh lại có đến 2 Kama vẫn đái được ra hàng sau của địch. Cách xếp trụm khiến dàn tướng một sao nhận một đống sát thương và còn tí máu, bị tiêu diệt ngay sau đấy. Ahao chiến thắng và thắp lên ngọn lửa win streak. Thấy map vùng quầy Yumi là chưa đủ, game cho luôn nâng cấp kim cương ở lựa chọn thứ hai. Vừa hiện lên thì Ahao đã thấy ngay lựa chọn số 1 của mình. Anh không ngần ngại lấy khảm bảo thạch 3, gia tăng cực nhiều sát thương phép cho team và đỡ được một slot đồ đam cho carry. Đối thủ là nhà đép bằng rắn và Orianna Noxus. Dù đang chấp hẳn hai set chọn ấn, tương đương một nâng cấp kim cương, nhưng khả năng bảo kê của Shen và Ori quá vượt trội, thêm vào đó là sát thương cũng vượt mặt bài Ahao. Anh không thể kéo dài chuỗi thắng. Đang muốn lên 7 để đủ form hiệu triệu nhân, anh tích 50 vàng, eco thêm một round nữa và không update gì, tiếp tục thua 3 chess. Lấy một mảnh gậy từ chợ, về nhà anh vas 7 và tiến hành roll, lên được Kama 2 và tạm thời cho vài quân 4 vàng vào đép hộ. Đối đầu nhà Kale Demacia, nhà này đã lên Kale 3 nên khá nhiều đam. Anh đánh chốt đủ cuối là vương miện cho Illaoi, dù không đủ để chiến thắng nhưng vẫn đép được 2 chess. Roll thêm ở 3.6 để thay lại form 4 hiệu triệu. Anh lại đụng phải một nhà chơi bài mình với cặp đôi. Combat khá lâu khi một bên đánh bằng tranh, bên còn lại sát thương theo thời gian. Nhưng đối phương vẫn lợi thế hơn với hàng thủ full 2 sao và Soraka quyền trượng. Chuỗi thua 4 cho Ahao. Sói trả 3 mảnh là giáp, găng và cung, hơi xấu và khó để update bài nên anh lại phải roll tiếp, tránh việc thua nhiều giai đoạn này. Đã bắt được Nico để thêm vào sân, lấy trang bị trước đó của Illaoi. Roll thêm chút nữa cũng có luôn Shen và 6 Kama. Đủ form 4 hiệu triệu, 4 can trường, tạm thời yên tâm. Đầu 4 chấm, gặp Nila chinh phạt, đối phương khá khỏe với Nila 2 và con Sejuani vuốt rồng. Ahao dù thua thiệt về trang bị cũng như tướng, nhưng Nico, Kama vẫn là bộ đôi ba vàng có sát thương diện rộng uy tín, kết hợp tiêu diệt đa số quân địch, chỉ thua 2 chess. Sau 2 nâng cấp vàng và kim cương, thì ở vị trí thứ 3, ta có ngay nâng cấp bạc
để tô điểm cho trận đấu. Tuy nhiên vẫn phải hết sức cẩn thận, sau 3 lần suy nghĩ và roll, thay vì chọn trái tim hiệu triệu thì anh lại lấy kết nối gián đoạn, nhặt full tướng một vàng rồi bán tất lấy tiền. Có vẻ form này đã quá tròn trịa, không thay được quân nào nữa nên chỉ cần lên cấp kẹp Eonia là đủ rồi, không cần thiết phải 6 hiệu triệu. Vừa chọn xong thì anh chàng có may mắn lên được cả đôi Taric và Nico 2, vậy là có thể tích dần lại tiền từ đây rồi. Đối thủ là một nhà rất quỷ, đã lên 9 rồi mà vẫn giữ hơn 50 vàng. Tuy nhiên nhà này chỉ đang dựa vào form đa chú cùng quân sư để đép, thiếu khống chế và phòng ngự nên dễ dàng bị Nico và Kama quét sạch với sát thương diện rộng ảo ma. Easy win cho Kama và đồng bọn. Sau khi gặp một nhà lên 9 dư giả, anh lại gặp một đối thủ đã cạn tiền, vậy mà chỉ có mỗi heo 2 và cá sấu 2. Dù vậy, đây lại là con Sejuani cầm vốt rồng, quyền trượng, hai đồ thủ cao tơ hoàn toàn Nico và Kama. Hàng thủ địch nằm hết rồi mà lợn vẫn sừng sững, Kama không thể làm gì hơn, Ahao đành thua. Đi chợ, nhà đánh da đen Kasante và mảnh váy. Thế nhưng khi về nhà thì anh lại bán luôn với suy nghĩ, thiếu đồ thì mình sẽ không dùng đến quân này vội, 5 vàng ở thời điểm thiếu thốn sẽ giá trị hơn. Đối đầu nhà Kale Demacia, Kasadin được xếp riêng một góc, di chuyển xuống và giải giới vào Kale, khiến cô mất khoảng thời gian quý giá tích cuồng đao. Hạ xong Kasadin thì hàng thủ đã toi gần hết. Kale hai cuồng đao nhưng không có thời gian tích tốc đánh nên bất lực với Nico. Nàng tắc kè bay xuống là một cú nổ hơn một ca đam, đưa đối phương lên bảng, lấy lại một trận thắng. Đối thủ 4.6 là nhà 6 Shurima. Đối phương xếp Kasante counter nhưng không thể rút nổ Nico. Tuy nhiên vẫn đưa cô ra một góc tương đối xấu, để Nasus lẫn Azir thoải mái clear. Nasus trang bị quá chuẩn chỉ, thêm giáp gai, counter nâng cấp 2 của Ahao. Anh bất lực trong việc gây sát thương, để thua 3 chess. Bầy chim trả lại khá nhiều đồ, anh lấy ngay nước mắt làm bùa xanh cho Kama, rồi lên luôn 8 và run cải thiện. Nhờ mép khu quẩy Yumi mà anh vẫn còn dư tầm 30 vàng, vừa đủ ra Kama 3 sao. Các mảnh còn lại, anh xào nỏ xét và quyền năng cho Taric. Giảm kháng phép diện rộng là cực kỳ quan trọng với bài này. Đầu 5 chấm, đối đầu lại Nila đấu sĩ. Kama vừa lên 3 sao có sát thương ao trình, bắn hạ hàng thủ địch chỉ trong 10 giây. Heo vẫn chống đỡ tốt như trước, nhưng giờ chỉ còn ít mục tiêu nên những cú trưởng từ Kama đã tìm đến cả Ash và Nila phía dưới. Sát thương vừa nổ đau, vừa gây được theo thời gian bằng Istan hỏa. Kama gánh team thành công, mang về chiến thắng. Tiếp tục gặp một nhà khác có Sejuani tranh, lần này là hẳn 3 đồ để counter Kama Nico. Thế nhưng, như lần đối đầu với nhà trước, phần còn lại ở hàng thủ đối phương bốc hơi quá nhanh, để lại các tướng đằng sau dễ dàng dính trường từ Kama. Cáo hay gà cũng dắt nhau lên bảng hết. Easy win cho Ahao. Anh đang trên con đường trả thù các nhà đã đấm mình. Sau hai con heo, giờ tới lượt Nasus Shurima. Vào giao tranh, Nico bị Kasante đá văng khỏi sân mà chưa kịp làm gì. Cũng may, lần trưởng thứ 3 của Kama bay tới được Azir. Gà chỉ một sao nên nhanh chóng nằm khi bị đốt. Kiếm súng hay 6 Shurima cũng không cứu nổi. Thầy ba lần này bị bỏ lại một mình, không thể làm gì khi bị hội đồng. Ahao trả lại trận thua thành công. Đi chợ, nhặt ấn hiệu triệu cho Taric. Tiếp tục có cuộc đối đầu với Nila đấu sĩ. Đối phương có cả hai tranh câu uy tín là Shen và Sejuani. Trang bị đủ đầy nhưng vẫn không cách nào cover được team. Kama cùng Istan hỏa có cơ chế gây sát thương quá khó chịu, không kẻ nào thoát nổi. One shot máu giấy hay thiêu đốt hạ tranh, Kama làm được tất. 5.6, gặp một nhà build khá dị với liên minh ba nước, Noxus, Shurima và Demacia, đánh dựa vào việc Sona buff tốc đánh cho Mordor và Azir. Mordor không hề có đồ đam, chỉ một cái khăn và đanh Nashor vàng là không đủ làm khó Nico. Azir ở dưới chịu chung số phận như những con gà trước đó, thậm chí còn thảm hơn khi bị Nico nhảy dập đầu. Anh kết liễu luôn nhà này, một chút ngầu với hiệu ứng Yasuo hàng hiệu. Chỉ còn một đối thủ duy nhất là nhà Exodia lên 9 cực sớm, đang có tham vọng lớn lên 5 vàng 3 sao. Nhưng bài đang chấp 2 nâng cấp, 1 vàng 1 kim cương nên xem ra không đủ để làm đối thủ xứng tầm. Cách xếp bo lại hưởng đến Demacia và Bopsona khiến đối phương ăn trọn trường lực thứ 3 từ Kama. Lần này 5 ca đam vẫn là ít nhở, còn chưa tính thiêu đốt mà địch đã bay màu hết rồi. Đấm 5 chest nhẹ nhàng. 6.2, Ahao cũng lên 9 luôn, thêm Ari. Vì top 1 quan trọng nên phải đón đầu đối phương ở đây, bắt các quân 5 vàng, không cho hắn có cơ hội. Thất bại round trước vẫn không giúp nhà này tỉnh ra, tiếp tục xếp co cụm và lại bị Kama đái vào đầu. Sát thương duy nhất là Gangplank thì không vượt qua nổi dàn can trường, đấm tỉnh người lần thứ 2 tới từ Ahao. Nhà kia vẫn rất tham vọng, ôm 7 Saiyan, 7 Kasante,
nhất quyết không bán một con nào để lên sớm hơn. Phải chờ A Hao đấm thêm rau nữa, còn ba máu mới chịu cơ. Còn đó một rau chợ, có Cassante thì đối phương đã bị anh chặn đầu. Không hề khoan nhượng mà nhặt luôn. Ron được thêm một anh da đen nữa, giữ ở đấy và nhìn đối phương của Ron trong bất lực. Anh bán Ari để lấp đầy bể tướng 5 vàng rồi mua lại sau. 7 Saiyan và 7 Rise là những gì nhà này có. Không hề được tha thứ cho sự tham lam trước đó, phải chấp nhận gõ FF và để lại top 1 xứng đáng cho A Hao với bài Karma Carry kẹp Istan Hỏa. Có thể thấy, Karma tuy không còn là một carry được tin dùng nữa, nhưng cách kết hợp cô và Istan Hỏa của A Hao đã mở ra một hướng đi khả thi. Anh em thấy trang bị trong trận không quá ngon, nhưng sát thương đầu ra vẫn rất kinh khủng. Biết đâu đây lại là một bài hot ở bản sau đó nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như chuẩn vào nút chuông để không bỏ qua các video phân tích trận đấu từ cả phiên nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.